có nghĩa là chỉnh chế hơn, rất thật tốt, là very truly good, ok, rất thật tốt, ok, lại xin giả số, lại xin giả số có nghĩa là đến tín Giêsu, tức là đến tín Chúa Giêsu, ok, rồi chúng ta là rất thật tốt, chỉnh chế hơn. Very very good. Rồi, qua. Tức là tôi. Me. Rồi, chữ này là ba gì tức là vấn đề và thứ hai. Bay gì là thứ mấy? Tuesday. Thứ ba Tuesday. Bay xa? Wednesday. Wednesday. Bay gì? Thursday. Bay gò? Friday. Các bạn chỉ biết hết. Bay lá? Thứ bảy. Quy lễ bài toàn cả nguyên cả một tuần. Ok, là chúng ta rất là tốt, chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Ok, bây giờ chúng ta hát nha. Ok, bắt đầu từ đây. Chính chia hồ, chúng ta hát là chính chia hồ. Lại xin Giêsu chính cha hô, là hát hai lần, chúng ta hát nha. Chính cha hô, lại xin Giêsu chính cha hô. Lần nữa. Chính cha hô, lại xin Giêsu chính cha hô. Ok, đó là hát hai lần ha. Rồi bên này chúng ta hát như thế này. Qua bay ít. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta mới có giọng là để mà hát. Là do anh Hiền quá, anh Hiền ơi. Ok ha, nhưng mà thường á, ở tại các hội thánh Đài Loan á, người ta hát người ta có động tác. Cho nên là chúng ta dùng cái động tác của tay bên phải của mình. We're going to use a motion. Ok. Thứ nhất là chìm cha hơ, là chúng ta làm như thế này. Chìm cha hơ. À ok. 1, 2, 3. Chìm cha hơ, lại xin giả sổ. Chìm cha hơ, chìm cha hơ, lại xin giả sổ. Chìm cha hơ. Bài xa, bài xì, bài ngò, bài lạc, quý lê lê bài. Chính cha hô, lại xin giả sổ, chính cha hô. Very good. One last time, yeah. Okay. One last time. Okay.